Mới đây, ca khúc Màu Hoa Đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến bất ngờ có tên trong danh sách 354 bài hát không được phép lưu hành và phổ biến. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nhà. Thông tin về việc cấm lưu hành ca khúc Màu Hoa Đỏ xuất hiện trong công văn của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Tiền Giang ban hành vào ngày 7 tháng 2 năm 2017. Cơ quan này yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Tiền Giang trong thời hạn 30 ngày phải gỡ bỏ ngay ca khúc Màu Hoa Đỏ và các ca khúc chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung cho phép lưu hành và phổ biến. Lý giải về việc này, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Tiền Giang cho biết, ca khúc Màu Hoa Đỏ bị cấm là bởi ca khúc này khi được sử dụng tại các điểm kinh doanh karaoke có phần hình ảnh thể hiện chưa phù hợp với nội dung. Trước thông tin ca khúc Màu Hoa Đỏ bị tạm dừng lưu hành, những người dùng mạng xã hội đã có những phản ứng như thế nào khi nhận được thông tin này? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo nhiều ý kiến, ca khúc Màu Hoa Đỏ và nhiều nhạc phẩm khác đang được các điểm karaoke sử dụng đều do chủ cơ sở mua lại từ các công ty sản xuất băng đĩa trong nước nên hoàn toàn hợp pháp. Việc nhà sản xuất lồng hình ảnh như thế nào vào nội dung bài hát không liên quan gì đến chủ cơ sở kinh doanh karaoke, nên cấm sử dụng ca khúc này sẽ gây thiệt hại quyền lợi của các điểm karaoke. Hơn nữa, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Tiền Giang ra văn bản cấm sử dụng ca khúc Màu Hoa Đỏ, một ca khúc truyền thống cách mạng rất nổi tiếng, là việc làm rất phản cảm, gây dư luận rất xấu.